Cá rô đồng có ở khắp nơi trên cả nước, nhưng ít nơi nào có môi trường đặc biệt như vùng Hoa Lư, Ninh Bình. Đây là khu vực ngập nước, nhiều hang động ngầm. Ở miền Bắc, loài cá rô chịu rét kém. Những ngày rét đậm, rét hại kéo dài, nhiệt độ nước xuống dưới 8 độ C là cá chết rét. Vì thế, loài cá rô sống khỏe vào mùa hè. Nhưng người ta ít khi bắt gặp những con cá to chừng 3-4 ngón tay như ở vùng Hoa Lư, Ninh Bình. Cái mùa heo may này này là nó đã tìm vào những cái hang cái hốc này để nó trú ẩn, để nó tránh rét. Vì con cá rô nó sẽ không chịu được lạnh. Thế nên là ở ngoài đồng là cứ đến cái mùa này là nó sẽ vào những cái hang hốc ở trong này. Đấy, nên là những cái vào cái tháng 11, tháng 12 này này là cá rô nó sẽ theo tập tính nó vào hết vào trong hang, nó trốn, nên là mình đánh bắt nó thì mình phải hiểu được tập tính của nó thì mình mới đánh bắt được. Trong rất nhiều tác phẩm điêu khắc cổ ở đất cố đô Hoa Lư, hình ảnh con cá rô xuất hiện thay cho con cá chép. Cá rô ở Tổng Trường Yên, này thuộc Hoa Lư, Ninh Bình, được người dân cung tiến cho vua. Cá rô Tổng Trường cũng là một thương hiệu nổi tiếng từ xa xưa ở miền Bắc. Thứ mà nó mang lại cái chất lượng cao ấy thì thường nó rất là khó nuôi. Không phải là riêng loại cá rô mà tất cả loại cá khác cũng vậy, mà cá rô này cũng thế, nó cũng bị bệnh chứ. Nó cũng bị bệnh nấm rồi, nó cũng bị bệnh nọ bệnh kia, nó rất là nhiều bệnh. Thế thì mình phải tuyển lựa được cái vùng mà hợp với cái thổ nhưỡng của nó, hợp với cái con cá rô, rồi cái vùng nước nó phải là sạch. Ví dụ như đây, em nhìn thấy toàn bộ cái khu vực này là không có một cái gì gọi là ô nhiễm vào đây cả. Hoàn toàn là thiên nhiên. Toàn là mà ở đây là toàn bộ là hang núi hết, nên là nguồn nước ở đây rất là sạch. Thung lũng này nằm trong vùng lõi của di sản thiên nhiên Tràng An, diện tích mặt nước khoảng 18 hecta. Anh Nguyễn Trí Thân ở xã Yên Trường, Hoa Lư, Ninh Bình thả 20 vạn con cá rô Tổng Trường. Mô hình chăn nuôi theo hình thức bán hoang dã, thức ăn chủ yếu là ngô ủ, thóc ủ. Mỗi năm, mô hình nuôi cá rô bán hoang dã này cho thu nhập hơn 200 triệu đồng. Nói về cá rô Tổng Trường thì nó là có thương hiệu từ lâu rồi. Bây giờ thì đang quá trình để phục hồi lại với đưa vào thương hiệu. Nên là mới đầu là người dân thì đang rất ưa chuộng, nhưng mà do cái môi trường sản xuất mình còn đang cần nhỏ lẻ, manh mún. Nên là nhiều khi cung cũng chưa đủ cầu. Đây là một cái con cá mà nó đặc hữu của Ninh Bình, nó rất là ngon, thịt của nó ngon lắm. Nếu như mà đấy như anh đi phân tích thì nó đạt tới 78,24% lượng protein trong 100 gram ruốc cá. Nó rất là ngon, thịt nó rất là ngon. Thế thì cái cách chế biến rồi cái nhu cầu sử dụng của người dân cũng rất là tốt. Thế nhưng mà để đi xa được thì không đi được. Thế thì anh rất là trăn trở của người dân quê hương mình. Thì anh mới nảy sinh ra là để anh nghiên cứu, để anh làm. Và khi mình đã nghiên cứu, mình làm thì mình cần phải có đầy đủ một cái quy trình khép kín từ vùng nguyên liệu cho đến khâu sản xuất. Thì mình muốn mà có những cái vùng nguyên liệu thì mình phải có cái nơi để mình khẳng định được cái vùng đất đấy, cái nguồn nước ở đấy, mình chăn nuôi ở đấy, ra con cá nó ngon được. Hiện tại, ông Ngô Đức Tâm đang kết hợp với các hộ nông dân ở Hoa Lư để xây dựng một chuỗi liên kết từ bảo tồn, chăn nuôi, chế biến và phát triển thương hiệu cá rô Tổng Trường. Những hộp ruốc cá rô Tổng Trường đang được bày bán trong các siêu thị, cửa hàng thực phẩm trong cả nước có giá cao hơn các loại ruốc cá nhập khẩu. Mục tiêu của họ trước mắt là tìm cách giảm giá thành để tiếp cận thị trường rộng hơn và hướng tới xuất khẩu.